Xin chào anh em nha. Đây trại còn 5 con bẹt dê bỉ mà đây nói từ 62 ngày cho đến 95 ngày cho tới 120 ngày đó. Anh em nào thấy kết thì inbox anh nha. Hai bé gái này là 120 ngày này đó, màu đỏ đen đó. Cái này màu đỏ đen này, con này màu đen tuyền này đó. Con này là con cực kỳ khôn luôn nha, khôn cực kỳ luôn, tự mở cửa luôn nha. Khóa này này làm không chặt là tự kéo cửa kéo ra nha. Đó, con này 120 ngày, con này đen tuyền luôn nha, khung gọng bự cực kỳ luôn. Đó, các bạn thấy mình quay video xa chút xíu, cái chuồng này 1m3 này nha, từ dưới sàn lên là 1m3, các bạn hình dung nha, 1m2 vô nha. Đó, con này là đỏ đen này, hai đứa này 120 ngày hết. Thần kinh ăn uống cực kỳ ổn. Chích ngừa 3 mũi nha anh em, chích ngừa 3 mũi, sổ lại 3 lần rồi. Đó, anh em mua về bây giờ chỉ có nuôi nữa thôi, không phải làm bất cứ thứ gì ha. Hai bé này thì thích hợp cho sinh sản, bởi vì đó cái nhưng mà bóc dáng rất là đã, đòn thế dài, các bạn làm sinh sản tốt lắm, tai dựng đứng, thần kinh rất là ổn luôn. Ok, một lát nữa mình sẽ inbox cho anh Nguyễn Thắng Mì Lá nha. Tại vì báo giá sẽ vi phạm chính sách cộng đồng của Facebook mà. À, ok, đây là đen. Hành kinh ổn lắm luôn. Ham đồ. Đây, tiếp theo. Đây nha, để mình lấy. Đây là bé gái 95 ngày, màu xám đen. Màu xám đen nha, con này khoảng tầm 12kg, 11-12kg. Rồi, đây là hai bé này. Hai bé này là 62 ngày. Đó, bé này bé đực. Đực nha, bé này bé cái. Hai bé này thì chích ngừa 2 mũi rồi. Bé này 95 ngày, bé này làm giấy được nha anh em. Đó, cái này cha mẹ có VK, làm giấy ok nha. Còn hai bé này thì quá tuổi rồi cho nên mình không có làm giấy nữa. Hai bé này thì phả cha mẹ cũng VK luôn, cho mình không làm giấy được nữa. Đó, nó quá tuổi rồi, làm giấy nó sẽ bị phạt. Còn hai bé nhỏ thì cha có giấy còn mẹ không có giấy nha, cho nên không có làm giấy anh em nha. Anh em thích thì cứ inbox hoặc là alo cho mình ha. Alo cho mình thì qua tới trại rước bé nha. Bên mình ưu tiên là bán trực tiếp. Đó, giao dịch trực tiếp như vậy thì anh em rất là vui vẻ, thoải mái. Đó, và anh em lựa cho mình được cái bé mà anh em thích. Bởi vì có thể là thí dụ mình lựa thì mình thích nhưng mà các bạn không thích. Đó, cho nên là mình ưu tiên là trực tiếp. Bên mình là chế độ giao của bên mình là gì, là bên mình sẽ test care bạc phô trực tiếp trước khi về nhà mới nha anh em. Rồi trong vòng 7 ngày anh em có quyền đưa đi tất cả các cái bệnh viện thú y hoặc là cái điểm thú y nào mà bạn cảm thấy rằng là tin tưởng, các bạn test lại hai bệnh đó bạc phô care đó. Thì nếu như mà có dính hai bệnh đó trong khoảng thời gian đó thì bên mình bắt hết nha. Đó, đổi cho các bạn con chó khác. Thứ hai đó là gì, bảo hành tất cả những cái tật lỗi, tật lỗi liên quan tới
bề ngoài của nó, thí dụ chân tay, mặt mũi, tất cả mọi thứ các bạn xem trực tiếp thì các bạn sẽ thấy nó ok rồi thì các bạn mua ha. Rồi thứ hai nữa là trong suốt quá trình nuôi, bên mình là làm thú y cho nên là trong suốt quá trình nuôi thì các bạn có được nhận được cái giúp đỡ, cái hỗ trợ từ bên trại, đó là tư vấn về cách chăm sóc phòng trị bệnh cho cún. Đó, thì anh em nào thích béc bỉ thì có thể qua bên mình nha. Hai anh em này, em cái này, mình còn 5 con, thì trong đó có 4 con cái, 1 con đực. Đực đây nha, cái măng đã lắm. Rồi, ok, trại chó Lucky này. Đây là địa chỉ của bên mình này ha. A2-11Z, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây là quang cảnh của cái trại này. Đây, trong đây thì Rose. Rose thôi anh em ha. Ok. Dưới đó là Pitbull, Bully. Dưới đó là Rose luôn. Ok, rồi chúc anh em năm mới thanh khang thịnh vượng. Chúc anh em làm ăn phát tài phát lộc. Đây, đó là cô 7 tháng này. Con cô này 7 tháng nha. Đó. Ben. Lên đây con nè, lên đây, lên đây, lên đây. Được phối của bên mình này. Đây là cái sinh sản một lứa đã thay lông xong rồi. Còn đây là con trai của Husa này, Khalid. Ok, chào anh em nha. Anh em nào cần béc bỉ á, cũng có nhiều khách hàng á không có điều kiện tới trại thì mình quay trực tiếp như này để anh em được an tâm là trại mình làm là làm thiệt. Chứ không phải là giống như những anh em khác mà đăng lên rồi không dám quay trực tiếp hay là ABCD gì đó. Những cái vấn đề mà làm cho cái người muốn đón các bé là hoang mang ha. Thì bên mình quay trực tiếp như vậy để cho anh em có sự tin tưởng. Còn khi mà giao dịch thì bên mình sẽ quay trực tiếp từng bé đó, bé nào mà anh em muốn xem á, để cho anh em lựa chọn rồi sau đó thì chốt. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi.